Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Quý vị thân mến, nhiều người hẳn vẫn chưa quên vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến cho 33 người thiệt mạng hồi đầu tháng 9 năm 2022. Đặt ra dấu hỏi rất lớn về công tác phòng cháy chữa cháy thì mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh, một vụ hỏa hoạn cũng xuất hiện ngay tại tụ điểm vui chơi gần chợ Bến Thành, ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khói bốc lên nghi ngút từ quán bar District K đã khiến cho hàng chục chiến sĩ cứu hỏa phải rất vất vả để dập lửa cận cảnh đám cháy quán 3 District K gần chợ Bến Thành. Khoảng 9 giờ 30, đám cháy bùng lên tại quán District K 1 trên 1 lầu ở số 30 đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, cách cổng phía bắc chợ Bến Thành khoảng 50 mét. Khu vực cháy nằm khá gần dinh độc lập, nhà hát thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hơn chục xe chữa cháy được điều đến hiện trường, nhiều lính cứu hỏa mang mặt nạ phòng độc, bình CO2 cố gắng tiếp cận nguồn lửa, xe thang dương cao hơn 20m phun nước từ mái nhà. Quán bar có nhiều vật liệu cách âm mút xốp, ghế nệm khiến lửa bùng dữ dội, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Hàng trăm người dân trong đó có nhiều du khách nước ngoài tập trung gần đám cháy theo dõi. Công an và đội an ninh trật tự liên tục yêu cầu người dân di chuyển ra xa đám cháy để tránh khói độc. Bà Thu Hoài sống gần hiện trường cho biết, trước đây khi xảy ra cháy, bên trong quán có nhiều tiếng nổ phát ra, sau đó khói bùng lên mù mịt. Anh Bùi Ngọc Cường, 48 tuổi, khi xảy ra cháy, anh đang ở trong kho giấy, cách đó khoảng 4 căn nhà. Nghe hàng xóm báo hỏa hoạn, anh tắt cầu dao rồi chạy ra khỏi hẻm. Khói lửa bùng lên rất nhanh, chỉ trong vài phút bao trùm cả quán ba. Anh Cường nói, một số thợ đang thi công quán đã kịp thoát ra ngoài, người trong hẻm gần quán ba cũng kịp chạy ra hết. Phát hiện hỏa hoạn, bảo vệ quán bar dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đến 11 giờ, khói đen vẫn nghi ngút từ quán bar sau một giờ rưỡi cháy. Nói về vụ cháy, đại diện cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định khi sửa chữa quán, thợ hàn cắt kim loại để tia lửa bắn vào vật liệu cách âm khiến hỏa hoạn bùng phát. Diện tích cháy khoảng 300 m2, không gây thương tích, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đại diện cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh nói, đến lúc này cơ bản lửa được khống chế, song mút xốp bị cháy tỏa ra nhiều khói độc, cảnh sát đang phun nước làm mát hiện trường, ngăn lửa bùng lên, tốp thợ được mời về trụ sở công an phường Bến Thành lấy lời khai. Vụ cháy xảy ra tại quán bar District K, đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành đã khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Trước đó cơ sở này từng bị đình chỉ vì vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. Theo đó, cuối tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Vũ Trường quán bar bị đình chỉ, tạm đình chỉ do vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy và vấn đề an ninh trật tự. Công ty nhà hàng cà phê District K, quán bar District K đứng đầu tiên trong danh sách 11 cơ sở bị đình chỉ hoạt động sau đợt tổng kiểm tra. Tuy nhiên, quán đã không tuân thủ quyết định trên mà hàng đêm vẫn đón khách đến vui chơi tại địa điểm này. Đến ngày 6 tháng 10, lực lượng chức năng đã củng cố hồ sơ, xử lý cơ sở về hành vi bị tạm đình chỉ do không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn cố tình đón khách và phục vụ. Được biết quán bar nói trên bị nhiều người dân lân cận phản ánh về việc mở nhạc lớn, hoạt động sau 2 giờ sáng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ủy ban nhân dân phường Bến Thành đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận 1 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 40 triệu đồng. Đồng thời phường Bến Thành đã mời đại diện cơ sở này lên làm việc, yêu cầu chấp hành quyết định xử phạt. Trong buổi làm việc với chính quyền, đại diện cơ sở này cho biết nhà hàng đang tiến hành gia cố cách âm theo quy định. Ủy ban nhân dân phường Bến Thành tiếp tục giám sát hành động để đảm bảo theo quy định. Như vậy rất may vụ hỏa hoạn không gây ra thiệt hại nào về người. Tuy nhiên, may mắn này cũng không phải tự nhiên đến. Trước đó, chỉ khoảng hơn 10 ngày, lực lượng chức năng đã kịp thời xử lý quán bar District K không đảm bảo về an toàn phòng cháy mà vẫn cố tình đón khách. Đây cũng là bài học đắt giá đối với những người chủ cơ sở kinh doanh khác trong việc phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Nhìn lại từ đầu năm cho đến nay, nước ta đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Với đặc thù của những tụ điểm giải trí như là quán bar hay quán karaoke, với kết cấu không gian kín, cách âm, nhiều thiết bị điện công suất lớn lại được sử dụng, các vật liệu dễ bắt lửa nên khi xảy ra hỏa hoạn, sự tàn phá là rất lớn, công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn rất khó khăn. Để xảy ra vụ cháy thương tâm 33 người thiệt mạng tại quán karaoke An Phú như vừa qua, chủ quán và những cá nhân liên quan đã đối diện với hình phạt như thế nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Cháy nổ tại tụ điểm giải trí không thể cứ mãi cảnh báo Vụ việc hơn 30 người thiệt mạng vì khói lửa tại quán karaoke An Phú nuốt chửng khiến dư luận bàng hoàng, đồng thời cũng không tránh khỏi tâm lý lo ngại. Liên quan cơ sở kinh doanh này, theo Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, karaoke An Phú có cơ sở pháp lý đầy đủ theo quy định, trong đó có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy. Ông Lê Anh Xuân, sinh năm 1980, ngụ thành phố Hồ Chí Minh vừa bị khởi tố bắt giam là người đứng tên đăng ký kinh doanh từ năm 2016. Tuy nhiên, người trực tiếp quản lý cơ sở này là Phạm Quốc Khải, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Hậu Giang, được ông Xuân thuê. Về công tác kiểm tra vào năm 2019, các ban ngành chức năng kiểm tra đợt 1, năm 2020, cơ sở tạm ngưng hoạt động, năm 2021, kiểm tra 2 đợt, và năm 2022, kiểm tra 1 đợt. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Về kiểm tra an ninh trật tự trước khi xảy ra vụ cháy, Công an thành phố Thuận An đã tổ chức kiểm tra hành chính 5 lần tại cơ sở karaoke An Phú, quy định xử phạt với tổng số tiền gần 35 triệu đồng. Trong đó, 4 lần cơ sở này bị xác định vi phạm vì hoạt động quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động với nhân viên, không cung cấp biển tên cho người lao động ngoài ra tại thời điểm các lần kiểm tra lực lượng chức năng không phát hiện vi phạm về tệ nạn xã hội tại cơ sở karaoke an phú hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cảnh tiếp viên múa thoát y và cho rằng xảy ra ở karaoke an phú đại diện công an tỉnh bình dương cho biết chưa nắm vụ việc đồng thời cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định những hình ảnh trên không gian mạng xảy ra ở cơ sở kinh doanh này Liên quan đến việc đóng thuế tại cơ sở karaoke An Phú, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết, theo báo cáo từ đơn vị chuyên môn, cơ sở này đóng thuế đầy đủ theo hộ kinh doanh. Đại diện cơ quan thuế thành phố Thuận An cho biết, những thông tin liên quan đến cơ sở karaoke An Phú hiện không thể cung cấp gì thêm. Tuy nhiên, vị này cho biết, cơ sở kinh doanh này là hộ gia đình kinh doanh karaoke trả tiền thuế môn bài hàng năm, mức đóng căn cứ trên thu nhập bình quân hàng tháng. Cụ thể, nếu thu nhập mỗi tháng trên 1,5 triệu đồng, mức đóng thuế cả năm theo quy định là 1 triệu đồng. Nếu hộ kinh doanh karaoke có tổng thu nhập cả năm khoảng 300 triệu đồng, bình quân mỗi tháng 25 triệu đồng thì ngoài đóng thuế cả năm 1 triệu đồng còn phải đóng thêm tiền thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân vì doanh thu trên 100 triệu đồng một năm theo quy định. Giờ đây khi vụ việc đau lòng xảy ra, công tác kiểm tra giám sát phòng cháy chữa cháy càng được thắt chặt hơn nữa tại các cơ sở kinh doanh. Suy cho cùng, cháy quán karaoke là điều không ai mong muốn, tuy nhiên trách nhiệm đảm bảo an toàn phải luôn được đặt lên hàng đầu, trong đó có cả trách nhiệm của cơ quan chức năng, chủ cơ sở kinh doanh, nhân viên cho đến cả khách hàng sử dụng dịch vụ. Không chỉ có chủ quán karaoke an phú phải chịu trách nhiệm trong thảm kịch này, hai cán bộ công an phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cũng được cho là có liên quan đến vụ việc đã bị khởi tố để điều tra rõ hơn về hành vi vi phạm. Mặc dù đã có những quy định và tiêu chuẩn cho việc thiết kế và hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các quán bar karaoke, nhưng chủ cơ sở kinh doanh vẫn phớt lờ quy định này. Hơn nữa, quá trình tiến hành sửa chữa là một trong những mối nguy hại lớn dẫn đến cháy nổ tại quán karaoke, khi thợ hàn cắt kim loại không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, hút thuốc bật lửa khi làm việc. Cùng với đó, hiểm họa từ sự cố chập điện do các quán karaoke thường xuyên sử dụng điện công suất lớn cho hệ thống âm thanh, ánh sáng biển quảng cáo cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy No. Qua những sự việc đau lòng trên gây thiệt hại lớn về người và tài sản, cũng tiếp tục gióng lên một hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các quán karaoke. Tuy nhiên, không thể cứ mãi để hồi chuông cảnh báo này gióng lên một cách liên hồi mà không có biện pháp ngăn chặn. Để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, bên cạnh sự thường xuyên kiểm tra, ra soát của các cơ quan chức năng, các chủ cơ sở kinh doanh cũng nên trang bị đầy đủ thiết bị phương tiện chữa cháy ban đầu, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, tổ chức tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ nhân viên tại cơ sở cách xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Khi cải tạo sửa chữa phải đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, chỉ được thực hiện việc sửa chữa khi công tác phòng cháy chữa cháy đã đảm bảo mà thường xuyên có người giám sát việc thi công. Thưa quý vị, vụ cháy quán bar District K gần chợ Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh tuy không gây thiệt hại nào về người nhưng đã khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi. Mặc dù đã được cảnh báo mất an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng chủ quán vẫn phớt lờ để xảy ra sự việc đáng tiếc như vừa qua. Khung cảnh dữ dội từ vụ cháy có lẽ khó quên đối với những người chứng kiến và có mặt tại hiện trường khi đó. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.